Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách thay cái xi nhan của chiếc XSR 105 này. Rồi đầu tiên anh em sẽ tháo ba con ốc lỗ tai này nha. Tháo hai bên lục giác. Rồi tháo ra. Trên YouTube cũng ít video về cái cách mà tháo cái đầu này ra để thay cái xi nhan. Đấy, cho nên mình sẽ làm video này cho anh em nào mà muốn ở nhà tự làm thì có thể mình tự thay xi nhan cho mình được luôn nha, không cần phải ra tiền. Rồi lúc bị đứt xi nhan thì anh em có thể tự xử. Ở đây mình sẽ độ một cái xi nhan thiên về khoảng cách lát xít. Bản chất lúc trước mình đã có rồi, thì cái xi nhan đó bị đứt cho nên bây giờ mình thay cái xi nhan zin cho mình. Mới đặt cái bộ xi nhan nó về lại đấy. Rồi tiếp theo anh em sẽ tháo con ốc ngay chỗ cái đèn, cái kèn nha. Tháo con ốc ngay chỗ cái kèn ra thì bắt mới tháo được con ốc ở trên bắt cái đèn, bắt cái đầu đèn. Tháo ra bằng cái điếu 10 ly. Đang tháo này. Tháo ra. Rồi. Tiếp tục mình sẽ tháo cái chụp điện chỗ này. Cái dây xi nhan nằm trong đó. Cái dưới thì dính ba ke, ở trên là cái lục giác. Nó cũng đơn giản thôi, quan trọng là anh em chịu làm thì anh em coi và anh em làm theo là hợp lý. Thì những lần sau anh sẽ nhớ là cái chỗ nào cần tháo, cái chỗ nào mình cần lưu ý. Rồi tháo ra rồi thì anh em lấy cái dít dẹp này, anh em nới ngay chỗ cái dưới của cái hộp điện nha, tại vì ngay đó có cái ngàm mà nhớ nhẹ là nó sẽ bung ra. Rồi anh em lấy ra được. Đấy. Rồi rồi tiếp tục anh em nhớ là chụp lại cái mấy cái móng nối của dây điện nha. Đó, mình nhiều khi mình không rành đó, mình bên thì mình nên chụp lại một cái rồi mình tháo cái dây điện ra, để nhiều khi tháo ra xong mình không biết gắn vô sao nha. Rồi rút ra nè, chụp rồi thì yên tâm rồi, rút ra. Cứng quá thì anh em nới nhẹ nhẹ, anh em giật ra nha, chứ đừng có giật cái bật ra là đứt dây điện là mệt nó. Rồi gỡ cái xi nhan zin ra nè, bên đây cũng vậy. Ok, hai cái. Rồi tới cái xi nhan sau nha, anh em mở yên ra. Mấy con này với bù lông 10 ly với lại cái dít ba ke, bốn con ở trên, bốn con bù lông 10 ly nè, với lại sáu con ốc ba ke, hai cái ở trên và bốn cái ở dưới. Thì anh em để ý vị trí nha, rồi anh em sẽ biết chỗ tháo ra thôi, nó đơn giản. Bốn ngón ở dưới nè.
nới cái xi nhan sau ra để mình có thể dạng nó ở ngay cái chỗ cái xi nhan này. Thì ở đây mình đã có thay một cái bộ độ rồi. Cái này hồi đó là lúc mua xe về là đã có gắn sẵn rồi, nhưng mà mấy ông làm dây điện chán lắm, nó lỏng lẻo lắm. Bây giờ mình gỡ ra mình xử lý đi luôn. Đây, ở đây là cái chốt của cái đèn sau nè, anh em bấm vô cái chỗ đó đó, anh em giật ra. Ok, nhớ giật ra trước khi lôi cái này ra nha, để lôi ra còn dính dây điện của cái đèn sau. Rồi xong, rồi y như trước anh em chụp là một cái, tại vì ở đây mình đã có độ sẵn rồi, mấy ông đã gắn cái xi nhan khác vô rồi, cho nên có cái cục chớp nè. Nhiều khi xe zin nó sẽ không có nha, có không biết nữa. Rồi anh em chụp lại rồi rút ra thì mình có hình ảnh rồi, mình rút ra xong một chút xíu mình nhìn cái đó rồi mình gắn lại nó sẽ đơn giản hơn. Là anh em nhớ mấy cái dây điện này nên chụp lại, chứ không thôi gắn lộn vô nó cháy cái là mạnh lắm. Rồi rút ra nè, vậy nè. Tại vì hả, đợt trước mấy ông gắn cái này nè, gắn xi nhan này nè, gắn cái cục lông đền của xi nhan, nó đáng lẽ cái này là phải gắn ở trước nè đó, mà mấy ông gắn ở sau mình chả biết để làm gì luôn. Bây giờ ở trước nó không có cái đồ che, bây giờ mình gỡ cái này ra, gắn ra trước, thay đằng trước hai cái cục nhỏ nhỏ này, rồi thay lại cái bộ ở trước đằng sau nè. Nghĩ sao cái này mà cũng làm lộn được, hay thiệt. Xin cái này, nay mưa quá chạy sình văng đây. Đó là tính năng nha, tính năng của XSR khi mà mấy ông muốn đẹp mấy ông tháo luôn cái về sau ra thì sình văng kinh dị. Nhiều khi như chở người phía sau văng đầy đầu ở người phía sau. Đó là cứ mình cứ là tính năng đi ha. Rồi xử lý lại cái phần dây điện nè. Nay có dịp gỡ ra tôi xử luôn, gắn lại cái đầu chốt nè. Đấy, mình mấy cái đầu này mấy ông có thể mua trên Shopee nha, mấy ông ra ngoài tiệm điện mấy ông mua cũng có luôn nha, hoặc là xi nhan lấy mấy cái xi nhan cũ hoặc là những cái nó mới nói cũ á, mấy ông gắn vô. Ngay cái cục chớp này có nối với cái dây dương nè. Rồi cứ gắn lại dây y hệt như cũ là ok. Có thay cục chớp thì cứ xử lý giống như cái này. Nói lại dây đỏ, thường thường là dây đỏ là dây dương, dây đen là dây âm. Thì nó cũng có trường hợp là dây xanh dương là xi dương, xanh lá cây là dây âm. Thì mấy ông tùy theo cái xi nhan nó đặt lung tung vậy thì mình lưu ý chỗ đó thôi. Dây cực dương, dây cực âm, dây âm gọi là dây mát á. Rồi nó vô cục chớp, gắn cái này xử lý cho nó chắc chắn rồi, chứ đợt trước nó lỏng lẻo quá. Cái xi nhan sau này tôi cũng bị đứt tụt dây hết lần, lúc trước sửa lại mà chưa có dịp hay làm video làm luôn. Đây hai cái cục này nè, hai cái cục này là phải gắn vô ở cái xi nhan trước để nó giữ cái xi nhan lại. Đấy, lòng lòng này nha, nó giống như cái lông đền vậy đó. Rồi gắn vô, khỏi cần coi bên trái bên phải nha, tại vì cái chủ yếu là mình gắn vô cái lỗ tai nào, bên trái thì có chữ R ở sau nè, ở bên phải thì có chữ R là right á, còn bên trái thì nó sẽ có chữ L là left, left là trái. Rồi ở đây thì mấy ông cho thêm một cái lông đền, thì tùy cái xi nhan mấy ông gắn nha. Đó, mấy ông coi chế cháo lại cái chỗ đó để cho nó chắc cái xi nhan lại. Rồi dặn ốc lại nè,
rồi cứ dặn hờ vô đi rồi mình sẽ chỉnh lại cho nó ngay. Tiếp tục tới cái bên đây là cái bên trái nè, mấy ông cứ gắn lại không cần phải để ý. Chút mình gắn vô thì cái chụp tay bên trái hay bên phải thì nó mình gắn cho nó đúng thôi. Gắn vô chỉnh lại rồi bây giờ sẽ gắn nè. Lấy cái hình ra coi, ông nào không nhớ nha, mà nhớ cũng phải lấy cái hình ra coi, nhiều khi gắn lộn rồi dây đen vô nè, nhiều khi nó sẽ lỏng với cái xi nhan zin mình nha, cho nên mấy ông phải đút vô, nếu mà thấy lỏng quá mấy ông phải lấy kìm mấy ông bóp nhẹ lại một cái cho nó dính lại nha. Đó, cái xi nhan độ này nó lỏng quá nên tôi phải lấy kìm tôi bóp nhẹ lại cho nó dính lại. Rồi bên trái nè, bộ lộn bên phải nè. Ấn trước thì nó dễ, ấn trước thì nó có mấy cái lúc là lắm chưa, cái mối hai cái mối mát thì nó dính chung một cọng dây nè, đỏ màu đen đó. Cái dây dương á là nó sẽ có hai cái riêng biệt. Không chụp hình tại mấy ông nhìn mấy ông nói thôi. À, cắm vô rồi bóp lại cho nó dính miếng nè, bóp nhẹ nha, đừng bóp dịp lép cái cọng đó là nó sau này mà bị gì ở ra mực lắm nè, bóp nhẹ cho nó dính lại thôi. Đó. Rồi, gắn xong nhớ bật trên test lên một cái rồi hả ráp vô lại nha. Này luôn trái nè, cháy luôn đấy, trước sau bên kia cũng vậy, mình kiểm tra trước khi mình ráp vô để ráp vô xong mới kiểm tra. À, tới lúc nó gỡ ra mệt nữa. Rồi ok hết rồi nha. Giờ tôi sẽ tiến hành tôi ráp cái mọi thứ vô lại như cũ. Rồi đuôi đèn. Rồi mấy ông giờ là ráp vô mọi thứ rồi. Mấy ông có coi thì coi tiếp nha. Ok. Xem xong nhớ like và subscribe kênh. Thank you.